văn hóa Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, niềm tự hào Việt Nam. Mong muốn là để tạo một cái sân chơi trí tuệ cho các bạn trẻ tinh hoa của Việt Nam. Một cái sự vinh danh về thương hiệu của các tổ chức cá nhân và dòng họ. Tin tưởng tuyệt đối vào các bạn, những người sẽ biết trân trọng quá khứ của cha ông để mà tiếp bước cha ông. Cái giá trị truyền thông, giá trị thương hiệu rất lớn mà chúng ta có được, nên chúng ta xem được những cái thương hiệu. Họp báo và tọa đàm Brand Review Awards 2023 diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 10 tại Trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của trên 300 khách mời. Trong đó có các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nhân, các viện nghiên cứu cùng hàng trăm sinh viên của Trường Đại học Văn Lang. Văn hóa Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, niềm tự hào Việt Nam thì giữa bên DC với tôi nó có sự trùng khớp đó. Và chúng tôi nói rằng cái sự đồng hành đây ấy, là không kể bất cứ một cái trở ngại nào, chúng tôi sẽ mang hết lòng để làm được cái đó, cái thương hiệu Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam, cái niềm tự hào Việt Nam, mà cuối cùng là những người trẻ có thể tiếp cận được tất cả những kiến thức. Tổ chức họp báo và triển khai cái giải thưởng Grand Review Award, cái này là nó rất rộng lớn và chúng tôi đánh giá rất cao. Nó thể hiện được một cái sự vinh danh về thương hiệu của các tổ chức cá nhân và dòng họ. Tôi thấy rất rộng lớn và rất sự có ý nghĩa. Ở đây thì qua cái sân chơi này, nó để vinh danh được tất cả các thương hiệu, đặc biệt là các cá nhân và tập thể. Ở đây chúng tôi muốn hướng đến một cái hoạt động đối với các trẻ, đó là cơ hội để kết nối một sân chơi lành mạnh để sáng tạo, tỏa sáng và thích thức với ý nghĩa kết nối. Chúng ta đã nói đến thương hiệu quốc gia thì trước hết nó phải là một cái gì đó nó mang cái tính đại diện cho quốc gia đó. Nói đến một cái việc gì, nói đến một cái gì người ta cũng hiểu ngay, đó là Việt Nam. Thế ở đây thì để tạo thành được một cái thương hiệu quốc gia thì rõ ràng người ta phải chăm bón rất nhiều, xây dựng nó thành cái tính biểu tượng. Cái thứ hai nữa là nó phải gắn với cái quá trình phát triển của cái người dân đó. Cái điểm thứ ba nữa là chắc chắn phải có cái độ tin cậy. Khi mà xây dựng giải thưởng này thì ban tổ chức mong muốn là để tạo một cái sân chơi trí tuệ cho các bạn trẻ tinh hoa của Việt Nam, và cũng là mong muốn giúp các bạn kết nối với tinh hoa của thế giới. Và thông qua cái giải thưởng này thì với các ấn phẩm mà các bạn xây dựng lên thì nó cũng là một cái mà gọi là di sản tri thức để review về lưu trữ những cái giá trị văn hóa lịch sử của những cái thương hiệu của quốc gia, của thương hiệu các gia tộc, của các doanh nghiệp cũng như là các doanh nhân. Giải thưởng và tọa đàm review thương hiệu quốc tộc thương nhân nhằm tôn vinh các thương hiệu quốc gia, các dòng tộc, các tổ chức doanh nghiệp và các danh nhân, doanh nhân được cộng đồng công nhận và yêu mến thông qua các ấn phẩm review chất lượng, sáng tạo, độc đáo của thế hệ trẻ. Giải thưởng cũng nhằm tôn vinh phát triển văn hóa đọc, gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, đưa các giá trị trí tuệ tinh hoa của Việt Nam và thế giới lên nền tảng thư viện số trăm năm DJC, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu về tầm quan trọng và giá trị của thương hiệu, trong đó có 4 khái niệm chính: quốc hiệu, tộc hiệu, thương hiệu và nhân hiệu, góp phần xây dựng thư viện số cộng đồng từ những sản phẩm dự thi chất lượng của các thí sinh. Giải thưởng dành cho các bạn trẻ độ tuổi từ 15 đến 25 yêu thích biên tập, thiết kế, truyền thông và thích khám phá thế giới. Giải thưởng gồm hiện kim và hiện vật với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, được hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, được kết nối giao thương cùng các mối quan hệ chất lượng, được huấn luyện đào tạo, cấp học bổng vào các trường đại học lớn trên thế giới và làm việc cho các tổ chức toàn cầu. Top 20 thí sinh đạt giải thưởng sẽ được vinh danh và truyền thông thương hiệu trọn đời trong nước và quốc tế. Giải thưởng có 3 vòng thi: vòng loại, biên tập và thiết kế, vòng bán kết, bình chọn từ cộng đồng, vòng chung kết, thuyết trình bằng tiếng Anh. Nhận đăng ký dự thi trong 2 tháng, từ ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2023. Tôi nghĩ những cuộc thi này nó sẽ giáo dục rất nhiều vấn đề. Đã gọi là những người trẻ thì là những người rất nhiệt huyết, rất thông minh, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều kỹ năng, cái hiểu biết về cái đất nước, cái giá trị dân tộc. Và cái cuộc thi này nó sẽ giúp cái bổ sung đó. Cái giá trị truyền thông, giá trị thương hiệu rất lớn. Và chúng ta có được, nếu chúng ta xây dựng được thương hiệu.
cá nhân của mình, thương hiệu của doanh nghiệp của mình, thương hiệu của quốc gia mình tốt thì bạn bè sẽ nhắc tới. Và với nước có đơn giản là cũng mong một ngày đó khi những người ở nước ngoài tôi luôn tự hào nhắc tay tiếng Việt Nam, cũng như là những bạn bè quốc tế khi nhắc tới Việt Nam thì đó là những hình ảnh của một điểm đến, của một thương hiệu vàng của một đất nước rất nhiều rất tiềm lực. Tin tưởng tuyệt đối vào các bạn, những người sẽ biết trân trọng quá khứ của cha ông để mà tiếp bước cha ông, để lan tỏa cái văn hóa và phẩm hạnh của nước Việt ra nước ngoài. Và ở đây thì tôi cũng chỉ xin nhắn gửi một lời, đó là xin các bạn trẻ hãy đừng dè sẹn tuổi trẻ của mình để phụng sự, bởi vì đó chính là dấu chân và di sản mà chúng ta sẽ để lại trên cõi đời này. Những cái chia sẻ của khách mời tham gia tọa đàm ngày hôm nay thực sự rất là quý, bởi vì đều là những chuyên gia đầu ngành, đều là những người mà lãnh đạo không chỉ ở Việt Nam mà họ còn có uy tín ở trên trường quốc tế. Thì tất cả những cái mà họ góp ý, chia sẻ về nội dung, về thương hiệu và cái quốc hiệu, tộc hiệu, thương hiệu và nhân hiệu nói riêng, thì cái đó nó sẽ giúp cho các bạn trẻ và những người mà tham gia cuộc thi này có được một cái khái niệm nó rõ ràng hơn. Đấy, và cũng là thông qua cái phần mà chia sẻ đấy thì các bạn cũng sẽ có cái định hướng để các bạn có thể tìm hiểu và tham gia giải thưởng. Giải thưởng Brand Review Awards năm 2023-2024 và tọa đàm Câu chuyện thương hiệu quốc tộc thương nhân do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hành trình Kim Cương DJC khởi xướng kết hợp cùng Trường Đại học Văn Lang, PathCam, NetViet TV tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên, danh giá, có quy mô toàn cầu. Giải thưởng có sự đồng hành của các đại sứ, các cơ quan truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, doanh nhân,